Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, đại đức tăng ni, chư vị khách quý cùng đồng bào Phật tử tham dự lễ cung nghinh Ngọc Phật. Nam mô Sakya Muni Buddha. Dear venerable masters, monks and nuns, dear Buddhists and honored guests attending the welcome ceremony of the Jay Buddha. Trí Phật sáng ngời như trăng tỏ, thân Phật thanh tịnh như lưu ly, Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Buddha's wisdom illuminates as moonlight, his body is as pure as crystal. Buddha on earth to save human lives, his merciful heart spreads everywhere. Ngay từ thời bậc đạo sư còn tại thế, được diện kiến Ngài là niềm mơ ước lớn ai cũng mong cầu. Vua Ưu Điền đã dùng gỗ thơm chiên đàn để mời nghệ nhân tạc tượng Ngài để mỗi ngày chiêm bái đảnh lễ. Vua Ba Tư Nặc cũng hạ chiếu mở kho lấy vàng để đúc kim tướng Thế Tôn. Rồi từ đó tôn tượng Đức Phật được tạo dựng khắp nơi, đâu đâu cũng đúc tượng Ngài để tôn thờ kính tín. When the Buddha was alive, having a chance to meet His Holiness was a great wish of everyone. King Uddayana used fragrant wood to have his statue sculptured for the daily worship. King Prasenajit also ordered his men to take gold from the treasury store to sculpture a gold statue of the Buddha, the world honored one. Since then, honored statues of the Buddha have been sculptured everywhere for the worship. Chúng ta tự hào, Đạo Phật là tôn giáo cổ kính của dân tộc, là tôn giáo truyền thống đã hòa mình cùng hồn thiên sông núi suốt hơn 2.000 năm lịch sử. Chúng ta hân hoan phấn khởi khi Liên Hiệp Quốc chọn ngày ra đời của Ngài là lễ hội tôn giáo thế giới mà Việt Nam vinh dự được đăng cai năm 2008 vừa qua. Âm vang của niềm hạnh phúc ấy còn vang vọng trong tâm thức mỗi con người chúng ta như mới ngày hôm qua. Và hôm nay chúng ta lại vinh dự được là quốc gia đầu tiên cung nghinh Ngọc Phật quang lâm. Đây quả là một đại sự nhân duyên, một phước lành không chỉ với Đạo Phật Việt Nam mà còn là phúc lành đến với đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và nhân dân Việt Nam. We are proud to have Buddhism as the oldest religion of the nation, a religion that integrates itself into the Holy Spirit of our land for over 2,000 years in our history. We are delighted to learn that the United Nations has chosen Buddha's birthday to be the World Religious Festival, which Vietnam had the honor to celebrate in 2008. That happiness is still resounding in our heart, like it happened just as yesterday. And today, we are honored to be the first nation to respectfully welcome the Jay Buddha. This is really a great and significant event, a blessing not only to Vietnamese Buddhism, but also to our country, our nation, and our people. Khối ngọc vĩ đại Polar Pride được mệnh danh là niềm tự hào bất cực của Canada đã được Đại Thí Chủ Ian Green, người Úc thỉnh về, được sư phụ là Lạt Ma Zoba Rinpoche chỉ giáo. Ông đã chuyển khối ngọc sang Thái Lan, một đất nước mà Đạo Phật là quốc giáo, để chạm trổ điêu khắc qua bàn tay điệu nghệ của các nghệ nhân Thái Lan. Khối Polar Pride giờ này đã là một thánh tượng Ngọc Phật lớn nhất hành tinh, đem lại niềm an vui hạnh phúc cho nhân loại trên thế gian này. The massive boulder of jade named the Polar Pride of Canada has been sought by the great donor Ian Green, an Australian. To the advice of Lama Zopa Rinpoche, he has moved the jade boulder to Thailand, where Buddhism is a national religion, for the sculpture work. Under skillful hands of Thai craftsmen, the Polar Pride now turns to be the world's largest jade Buddha, bringing peace and happiness to the mankind in this world. Vàng, ngọc, kim cương là những chất liệu vô cùng quý giá,
được kết tinh hàng tỷ năm từ tinh hoa sự sống của vũ trụ. Thánh tượng của đấng giác ngộ nếu được chạm trổ điêu khắc bằng những chất liệu báu sẽ tạo ra năng lượng vĩ đại có khả năng chuyển hóa khổ đau của nhân loại. Gold, pearl, diamond are utmost precious materials crystallized from the life stream of the universe for a billions of years. If being sculptured by precious material, the holy statue of the enlightened one would create significant energy which is able to transform the misery of human beings. Ý thức được sức nhiệm màu đó, Thượng tọa Thích Chân Tín trong chuyến hoằng pháp tại Úc Châu năm ngoái đã gặp được Đại Thí Chủ Ian Green. Thầy đã đề nghị xin được cung nghinh Đức Ngọc Phật về Việt Nam để nhân dân cả nước chiêm ngưỡng và ý nguyện đó đã được thành tựu. Being aware of that miracle, during his Dharma propagation trip to Australia last year, Venerable Abbot Thích Chân Tín has met the great Donald Ian Green and suggested to respectfully welcome the Jay Buddha to Vietnam for our people to contemplate. And today, his aspiration has been accomplished. Ngày 8 tháng 3, tượng đã có mặt tại Việt Nam qua các điểm cung nghinh Chùa Quán Thế Âm Đà Nẵng, Đại Tùng Lâm Bà Rịa Vũng Tàu, Chùa Phổ Quang quận Tân Bình và hôm nay là Chùa Hoằng Pháp Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh. The statue has arrived in Vietnam on the 8th of March and has been shown in Quan Thế Âm Temple, Đà Nẵng, Đại Tùng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu, Phổ Quang Temple, Hồ Chí Minh City and today in Hoằng Pháp Monastery, Hóc Môn. Hôm nay là một sự kiện trọng đại thiêng liêng, ngày Đức Ngọc Phật Mầu Nhiệm Quang Lâm, Thượng tọa trụ trì và tăng chúng Chùa Hoằng Pháp trọng thể tổ chức lễ cung nghinh Ngọc Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Đại Đức Tăng Ni, chư vị khách quý và hàng nghìn Phật tử trong và ngoài thành phố với lòng ngưỡng mộ kính tín. On the occasion of this great holy event, when the Jay Buddha illuminating presence, Venerable Abbot and Sangha members of Hoằng Pháp Monastery solemnly celebrate the welcome ceremony of the Jay Buddha Sakyamuni with the attendance of honored masters, monks, nuns, and thousands of Buddhists with all their full respect and faith. Và giờ phút này đang trang nghiêm nơi Pháp hội đạo tràng dưới Phật đài có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Giác Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Nguyên trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đắk Lắk xin trân trọng giới thiệu. Presently, solemnly in front of the Buddha's altar is Venerable Abbot Thích Giác Dũng, formerly member of Executive Committee of Đắk Lắk Buddhism Association. Thượng tọa Thích Thiện Bảo, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Venerable Abbot Thích Thiện Bảo, Vice Chairman of the Dharma Propagation Center Committee, Deputy Head of the Vietnamese Buddhist Congregation and Chairman of the Ho Chi Minh City Buddhist Association's Culture Committee. Thượng tọa Thích Thiện Minh, Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo, Chánh đại diện Huyện hội Phật giáo Hóc Môn. Venerable Abbot Thích Thiện Minh, Member of Executive Committee of Ho Chi Minh City Buddhist Association, Chief Representative of Hóc Môn District Buddhism Association. Và kính thưa quý vị, trụ trì Chùa Hoằng Pháp, Trưởng ban tổ chức lễ cung nghinh Phật Ngọc Thượng tọa Thích Chân Tín. And we would like to introduce Venerable Thích Chân Tín, Abbot of Hoằng Pháp Monastery, Chairman of the Organizing Committee, organizes this welcome ceremony of the Jay Buddha. Xin trân trọng giới thiệu ông bà Ian Green, Đại Thí Chủ của Ngọc Phật. And we would like to introduce Mr. and Mrs. Ian Green, the chairman of the organization which sponsors the Jay Buddha Project. Trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Ngọc Thành, Phó Ban Dân vận Thành ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo Dân tộc Thành phố. We would like to introduce Mr. Huỳnh Ngọc Thành, Chairman of the Internal Relations Affairs, Chairman of the National Buddhism Association, Ho Chi Minh City.
Ông Trần Văn Em, tổ tôn giáo phòng nội vụ huyện Hóc Môn. Mr. Trần Văn Em, Buddhism Department, Internal Department, Ho Chi Minh City. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn. Mr. Nguyễn Ngọc Thắng, Chairman of the National Committee, Hóc Môn District. Cùng đông đảo chư vị tôn đức tăng ni, chư vị khách quý và hàng nghìn đồng bào Phật tử về tham dự lễ cung nghinh Ngọc Phật. With the monks, nuns and thousands of Buddhists to attend the welcome ceremony of the Jay Buddha. Xin nhiệt liệt chào đón toàn thể liệt quý vị. Welcome to all of you. Và trước khi đi vào nội dung chương trình, cung thỉnh chư tôn đức kính mời liệt quý vị đứng lên niệm hồng danh Đức Phật. Prior to the main content, we would like to invite masters and the whole assembly to stand up and chant the holy name of the Buddha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị, đạo tràng Hoằng Pháp là một trong những trung tâm tu học dành cho Phật tử đến tịnh tu lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hôm nay là một đại nhân duyên đạo tràng được cung rước Ngọc Phật Quang Lâm. Và mở đầu chương trình, kính thưa quý vị, là phát biểu khai mạc của ban tổ chức. Trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức lễ cung nghinh Ngọc Phật phát biểu khai mạc. Hoằng Pháp Monastery Way Place is currently one of the largest cultivation centers for those who practice the Buddha recitation in Vietnam. Today, our Way Place has its great merit to respectfully welcome the Jay Buddha. The program will be started with the opening speech made by a member of the organizing committee. We would like to invite Venerable Thích Chân Tín, Abbot of Hoằng Pháp Monastery and Chairman of the Organizing Committee to give the opening speech. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa ông bà Ian Green, Giám đốc Công trình Phật Ngọc. Kính thưa quý quan khách cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Nam mô Sakya Muni Buddha. Dear Honored Venerable Masters, Monks and Nuns, dear Mr. and Mrs. Iron Green, Director of the Jay Buddha Project. Trong chuyến Hoằng Pháp tại nước Úc vừa qua, chúng tôi có cơ duyên gặp được đạo hữu Iron Green là trưởng ban điều hành công trình Pháp Giới Từ Bi Đại Bảo Tháp, kiêm giám đốc dự án Phật Ngọc Thạch tại Úc. During my recent trip to Australia, we had an opportunity to meet Mr. Green, head of the management team for the Great Steeper of Dharma Realm and Compassion. Mr. Green is also the director of the Jay Buddha Project in Australia. Qua cuộc gặp mặt và trò chuyện, chúng tôi được biết ông vừa hoàn thành một tượng Phật Ngọc, được xem là báu vật của hành tinh. Đó là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, được các nhà điêu khắc Thái Lan thực hiện từ tảng ngọc thạch nguyên khối. Through our talk with him, we know he has just finished a Jay Buddha, which is considered a precious object of our planet. That is a statue of Sakya Muni Buddha carved by Thai sculptors from a pure gem. Tảng ngọc thạch này mang tên Pola Prai, niềm kiêu hãnh của Bắc Cực. Nặng đến 18 tấn, có màu ngọc sáng bóng và toàn khối không một chút tì vết. Đã được tìm thấy tại Canada vào năm 2000. Tâm nguyện của ông Ian Rin sau khi hoàn thành tượng Phật Ngọc sẽ triển lãm các nước trên thế giới trước khi đưa về Úc an vị tại ngôi Đại Bảo Tháp, cũng do chính ông xây dựng. The pure gem is named Polar Bright and weighs 18 tons in bright pink jade color without any crack. The gem was found in Canada in 2000. Mr. Green's goodwill is to finish this Jay Buddha statue for its exhibition tour to many countries before returning to Australia to be seated in the great stupa constructed by him also.
Biết được tính chất, giá trị và tầm quan trọng của bức tượng nêu trên, trong thâm tâm chúng tôi vui mừng và vô cùng cảm động. Chúng tôi thiết nghĩ nếu có thể thỉnh tượng Phật Ngọc về Việt Nam cho đồng bào Phật tử chiêm bái là một cơ duyên vô cùng lớn lao về truyền thống tâm linh Phật giáo. Vì trong kinh Thủ Ấn Tăng Tín Lực Phật dạy rằng chỉ một phút giây ngắn ngủi chiêm ngưỡng Phật tượng, hành giả ấy đã được vô lượng công đức rồi. Huống chi người ấy được đối trước Phật tượng mà lễ bái, cúng dường thì công đức còn nhiều hơn gấp bội. Và đầy đủ duyên lành thay, lời đề nghị của chúng tôi đã được ông Aydin chấp thuận, cho phép chúng tôi hoàn thành bản nguyện đưa tượng Phật Ngọc về Việt Nam triển lãm. Learning of the value and the importance of the statue, we are really happy and really moved. We think if this Jay Buddha statue arrives in Vietnam for our people to visit and worship, it would be a great opportunity according to our Buddhist spiritual traditions. In the sutra called Using Hand Seals to Strengthen the Faith Power, the Buddha taught, only with one movement of watching with respect to the Buddha statue, a cultivator will gain immeasurable merits. So greater is the merit of a person who conducts his vows, his worship, and his donation to the Buddha statue. And now we have such an opportunity. Our suggestion to bring the Jay Buddha statue to Vietnam was agreed by Mr. Green, and so our aspiration has now been accomplished. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, thật là một niềm vinh dự và tự hào cho người Phật tử nói riêng và dân tộc chúng ta nói chung. Bởi Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới có đầy đủ cơ duyên được triển lãm tượng Phật Ngọc vô giá này. Dear Masters, Monks and Nuns, dear participants, this is really a great chance and big pride for Vietnamese lay people in particular and our nation in general, since Vietnam is the first country that is allowed to organizing this precious Jay Buddha exhibition. Mục đích của việc triển lãm tượng Phật Ngọc lần này tại chùa Hoằng Pháp không ngoài việc tôn vinh giá trị quý báu độc nhất vô nhị của tôn tượng, mà còn là duyên lành cho nhiều người dù là Phật tử hay tín đồ tôn giáo bạn đến chiêm bái. Chúng tôi kỳ vọng rằng với lòng khát khao mãnh liệt ấy sẽ mang đến niềm hoan hỷ và khích lệ lớn lao cho những ai có cơ hội được chiêm ngưỡng tượng Phật Ngọc. Đặc biệt trong thời điểm ngày nay, thế giới của chúng ta đang bị bao vây bởi những bóng đen của chiến tranh, thiên tai và bạo động. The purpose of the exhibition in our monastery is not only to honor the value of the statue, but also to create good chances for lay Buddhists and friends from other religions to come and visit the statue. We hope with our goodwill, we will bring happiness and bliss to those who visit the Jay Buddha statue, especially in the moment when our world is threatened by the outbreak of wars, catastrophes and violence. Trước khi dứt lời, xin thay mặt ban tổ chức kính chúc Chư Tôn Đức Pháp Thể Khinh An, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ông bà Eanrin, giám đốc dự án tượng Phật Ngọc, đã tạo điều kiện thù thắng cho chúng tôi đưa tượng Phật về Việt Nam để triển lãm. To end our speech, on behalf of the organizers, we would like to wish our honored masters, monks and nuns, good health, good Buddhist work and good Buddhist results. We would also like to express our gratitude to Mr. Ian Green, director of the Jay Buddha Statue Project, who has created good conditions for us to have the statue brought to Vietnam. Đồng thời xin tri ân Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và Sư cô Huệ Đức đã giúp đỡ thủ tục pháp lý để tượng Phật Ngọc được nhập cảnh Việt Nam. Xin tri ân các nhà tài trợ đã ủng hộ kinh phí để vận chuyển tượng Phật Ngọc từ Thái Lan đến Việt Nam. We would also like to take this opportunity to express our thanks to Ho Chi Minh City Cultural Board of the City Buddhist Association and to Ms. Huệ Đức for her support to our legal paperwork to bring the Jay Buddha to Vietnam. Special thanks are also given to supporters
who financed the transport cost to bring the Jay Buddha statue from Thailand to Vietnam. Xin biết ơn đến chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho chùa Hoằng Pháp thực hiện thành công triển lãm này. Kính chúc quý quan khách, quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc. Our special thanks are given to local authorities for their support in creating good conditions for Hoằng Pháp Monastery Statue Exhibition. We wish participants, lay people and their family peace and bliss. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc buổi triển lãm tượng Phật Ngọc hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. On behalf of the organizers, I would like to declare the opening of the Jay Buddha Statue Exhibition. Nam Mô Amitabha Buddha. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, trên thế giới đã có vô số tượng Phật vĩ đại được tôn tạo hoặc nơi công cộng hoặc chốn tôn nghiêm. Tại Việt Nam của chúng ta đã có những bức tượng cao 10m, 20m, 30m hoặc hơn thế nữa. Nhưng tôn tượng bằng chất liệu như vàng, ngọc lên đến hàng tấn là điều vô cùng quý, nếu không muốn nói là chưa từng xảy ra. Ấy vậy mà điều quý báu ấy đã đến với nhân loại, đến với đất nước Việt Nam và Đạo Phật Việt Nam. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ý nghĩa của việc ra đời Ngọc Phật lớn nhất hành tinh mà chúng ta đang chiêm ngưỡng trong vài giây phút nữa. Kính mời ông Ian Green trình bày ý nghĩa việc ra đời của Ngọc Phật. There are innumerable Buddha statues sculptured for displays in both public areas and holy places. In Vietnam, we have the Buddha statues with the height of 10 meters, 20 meters, 30 meters or even higher. However, making a statue from 1,000 tons of gold is most precious, if not to say it has never happened in Vietnam before. Yet that precious work has come to the mankind, to Vietnam and Vietnamese Buddhism. Now we will have a chance to listen to the speech given by Mr. Ian Green on the meaning of the largest Jay Buddha sculpture. Please, Mr. Namo Shakyamuni Buddha. Honored guests, Venerable Abbot Thich Chan Thinh, Venerable Sangha, brothers and sisters. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, kính bạch Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng Chư Tôn Đức Tăng chùa Hoằng Pháp. Kính thưa quý quan khách, quý ân nhân và quý Phật tử hiện diện. In the year 2000, an 18-ton boulder of jade was discovered in Canada. Its massive size and its gem quality sparked intense interest in what was described as the find of the millennium. Vào năm 2000, một tảng ngọc thạch nặng 18 tấn đã được khám phá tại một mỏ ngọc ở Canada. Kích thước và chất lượng của khối ngọc này khiến cho toàn thế giới kinh ngạc và quan tâm. Khối ngọc này được các nhà nghiên cứu đá quý lừng danh thế giới đánh giá là một phát hiện của thiên niên kỷ. Today marks the culmination of 5 years of dreaming, planning and hard work for my wife Judy and myself, as well as for the thousands of supporters around the world who have donated their money and their time to this project to create the world's largest gem quality Jain Buddha. Hôm nay là ngày đánh dấu cho một kết quả thành tựu của 5 năm làm việc nhọc nhằn, lo lắng, ao ước và đợi chờ của bản thân chúng tôi và người bạn đời của tôi, cũng như hàng ngàn ân nhân khác trên khắp thế giới, những người đã hỗ trợ cho công trình Phật Ngọc này bằng cách cúng dường ngân quỹ và thời gian của họ để tôn tạo một pho tượng ngọc với một chiều kích và vẻ đẹp được vinh danh là kỳ quan của thế giới trong thời hiện tại. Foremost amongst our supporters have been the Vietnamese Australians, and it is our way of thanking them that we have arranged for the first showing in the world of the Jade Buddha for Universal Peace to be in Vietnam, and now here at Hoằng Pháp Temple in Ho Chi Minh City. Nhờ vào những ân nhân người Úc gốc giới thiệu, gợi ý, đặt xếp và tâm
trưng bày tôn tượng Phật Ngọc này tại Việt Nam. Quả Phật tử Việt Nam là những người đầu tiên trên thế giới có thắng duyên được trưng bày Ngọc Phật này. The one person above all who made this possible is Venerable Abbot Thich Chan Tin of Hoang Pháp, who, after we met in Melbourne earlier this year, agreed to take the responsibility for arranging the tour of Vietnam. Sau cuộc tiếp xúc nói chuyện giữa chúng tôi và Thầy Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp vào đầu năm nay ở Melbourne, sau đó chúng tôi đi đến thỏa thuận sắp xếp cho chuyến triển lãm tượng Phật Ngọc tại Việt Nam. Như vậy, Thầy Chân Tín được xem như là người có công đầu tiên trong chuyến triển lãm tượng Phật của chúng tôi tại Việt Nam lần này. So far, our visit has exceeded our greatest dreams. We began at Quan Âm Temple in Da Nang, where over 100,000 people viewed the Jade Buddha. At Dai Tong Lam in Ba Ria Vung Tau, well over 200,000 people paid homage to the Jade Buddha. At Pho Quang, we had an attendance of over 300,000. And here at Hoang Pháp, many thousands have come even before the opening ceremony. Hành trình chuyến triển lãm cho đến nay vẫn diễn ra tốt đẹp, tất cả vượt ngoài niềm mơ ước của chúng tôi. Việc triển lãm diễn ra đầu tiên tại chùa Quan Âm, Đà Nẵng, nơi đây có 100,000 khách thập phương về chiêm ngưỡng Phật Ngọc. Tại Đại Tùng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu có trên 200,000 người về lễ bái, và vừa qua tại chùa Phổ Quang đã có hơn 300,000 người. Và hôm nay tại chùa Hoằng Pháp đã có rất đông quý Phật tử tham dự lễ khai mạc trong giờ phút này. May the Jade Buddha for universal peace be a symbol of the growing friendship between our two countries and between all beings in the world. As the Jade Buddha for the universal peace tours the world, may it inspire everyone who sees it to reflect upon peace. Peace to the world, peace in their relationships, peace for their families and friends, peace at work, and peace in their mind. Ước mong tôn tượng Phật Ngọc này là biểu tượng của sự phát triển tình hữu nghị giữa hai quốc gia và giữa hết thảy chúng sinh trên thế giới. Với công đức trưng bày Phật Ngọc này trên thế giới, cầu nguyện Đức Phật sẽ gia hộ và mang lại hòa bình cho thế giới, bình an cho các mối quan hệ, bình yên cho gia đình và bè bạn, bình an trong công sở và sự thanh thản trong tâm hồn của chúng ta. Buddhism in Australia is a young religion, but it is also Australia's fastest growing religion. And I believe that the growth in Buddhism within Australia and the friendships we establish with Buddhist countries like Vietnam will have a far-reaching positive effect on the world. So với Việt Nam, Phật giáo tại Úc vẫn còn là một tôn giáo non trẻ. Nhưng Phật giáo là một tôn giáo phát triển nhanh nhất tại Úc trong vòng 3 thập niên qua. Chúng tôi tin tưởng rằng với tốc độ phát triển này, Phật giáo sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cho xứ sở Úc. Chúng tôi đã và đang thiết lập các mối quan hệ với mạng lưới Phật tử giữa các quốc gia như Việt Nam và mong rằng tình hữu nghị này sẽ có hiệu quả tích cực trong thế giới của chúng ta. I thank our generous sponsors for their support of this tour. And I particularly thank Venerable Abbot Thich Chan Tin and all the monks at Hoang Pháp Temple from the bottom of my heart for their generosity and their kindness, which has made this showing here today possible. Thank you all, and may peace break out around the world. Namo Shakyamuni Buddha. Nhân đây, cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các nhà tài trợ đã giúp chúng tôi mọi phương tiện để thực hiện chuyến đi triển lãm Phật Ngọc này. Chúng con đặc biệt cảm ơn Thượng Tọa Thích Chân Tín với tấm lòng bao dung của Ngài đã cho phép chúng con được vinh hạnh tôn trí Phật Ngọc tại nơi này, nhân dịp khóa tu Phật Tất tại đây, để giúp cho thập phương Phật tử gần xa có cơ hội để chiêm bái. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả quý liệt vị và nguyện cầu nền hòa bình sớm thiết lập trong hành tinh của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị, Ngọc Phật đã có mặt tại Việt Nam. Đây là món quà vô cùng to lớn đối với người con Phật Việt Nam chúng ta. Không chỉ thế, ông bà Ian Green còn có món quà để tặng Thượng tọa trụ trì, người đã đề nghị xin được thỉnh Ngọc Phật về Việt Nam và là người đứng ra tổ chức lễ cung nghinh này. Xin kính mời ông bà trao món quà cao quý đến Thượng tọa trụ trì và kính mời Thượng tọa Thích Chân Tín nhận món quà từ ông bà Ian Green. Dear venerable ladies and gentlemen, the Jay Buddha has arrived in Vietnam. That is a significant gift for Vietnamese Buddhists. Moreover, Mr. and Mrs. Ian Green also have another present for Venerable Abbot, who has kindly suggested to welcoming the Jay Buddha to Vietnam. He is also the organizing chairman of this ceremony. We would like to invite Mr. and Mrs. Ian Green to offer the gift to the Venerable Abbot. We would like to invite Venerable Abbot Thích Chân Tín to receive the gift from Mr. and Mrs. Ian Green. Và đây, kính thưa quý vị, món quà của ông bà Ian Green đang được trao tặng cho Thượng tọa Thích Chân Tín trụ trì chùa Hoàng Pháp. Món quà xin được nâng lên. Here comes the gift from Mr. and Mrs. Ian Green to Abbot Thích Chân Tín. Thank you. Và kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng ông Ian Green, bà Ian Green có quà và chúng ta cũng đang có quà. Món quà đang ở trong đôi bàn tay. Xin hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. And now comes the gift from Venerable Abbot Thích Chân Tín to Mr. and Mrs. Ian. Và kính thưa quý vị, Thượng tọa trụ trì chùa Hoàng Pháp cũng có lẵng hoa và món quà để kính gửi lên ông bà Ian Green. Đây là lẵng hoa. And here comes the flower from Abbot Thích Chân Tín to Mr. and Mrs. Ian Green. Và đây là món quà của Thượng tọa Thích Chân Tín, là tấm lòng của chùa Hoàng Pháp, của chư tăng và của hàng ngàn tín đồ Phật tử chúng ta, xin được gửi biếu đến ông bà Ian Green. Here comes the gift from Venerable Abbot Thích Chân Tín to Mr. and Mrs. Ian Green. The gift stands for the thankful heart of Venerable Abbot, hearts of the Hoàng Pháp Sangha community, as well as for the hearts of thousands of people present here. We would like to express our deep gratitude to both of you, Mr. and Mrs. Ian Green. Và đây là bức ảnh hoa đăng trong ngày vía Đức Phật A Di Đà, một trung tâm tịnh độ của Việt Nam lớn nhất hiện nay. Xin tất cả chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, vì ngưỡng mộ tấm lòng của ông bà Ian Green, quý đạo hữu Phật tử của chùa Hoàng Pháp cũng gửi những lẵng hoa bày tỏ lòng của mình đến với ông bà Ian Green, và chúng ta hãy cùng nhau hòa mình trong niềm vui này. Xin hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt. To express the gratitude to Mr. and Mrs. Ian Green, our Buddhists also have the gift to Mr. and Mrs. Ian Green. Và kính thưa quý vị, phút giây này là lời phát biểu của ban chứng minh. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Thiện Bảo, Phó ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Văn hóa Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh có lời phát biểu. Now comes the speech made by a representative of the Justification Board. We would like to invite Venerable Thích Thiện Bảo, Vice Chairman of the Dharma Propagation Central Committee from the Vietnamese Buddhist Congregation, Chairman of the Ho Chi Minh City Buddhist Association's Culture Committee to give the speech. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội tỉnh Đắk Lắk. Kính bạch Chư Tôn, Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị quan khách và toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt trong buổi lễ hôm nay. Nam Mô Sakya Muna Buddhi. Dear Venerable Abbot Thích Giác Dũng, dear Masters, monks and nuns, dear lay Buddhists and participants of today's ceremony, first of all, on behalf of Ho Chi Minh City Buddhist Association, I would like to deliver to all of you my best wishes for good health, peace and bliss. Trước hết, thay mặt Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo, xin gửi lời trân trọng, kính chúc Chư Tôn Đức và toàn thể quý vị sức khỏe an lành và đàn đầy hỷ lạc. First of all, we would like to deliver to all of you my best wishes for good health, peace and bliss. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị, như một đại nhân duyên, Tăng Ni Phật tử Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh vô cùng hân hoan và thành kính cung nghinh tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
làm bằng ngọc bích lớn nhất thế giới. Trong hành trình đi qua đất nước Việt Nam, chùa Hoằng Pháp là địa điểm thứ tư. Dear Masters, Venerable Masters, dear participants, as a great event stemmed from our gurus in Buddhism, we Monsignors and Buddhist lay people from Ho Chi Minh City are delighted to welcome the Sakyamuni Buddha statue made by the biggest trade in the world to be displayed in Vietnam, and Hoằng Pháp Monastery is the third place of the exhibition. Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới được xem là pho tượng lớn nhất và trang nghiêm nhất hiện nay, với chiều cao 3.5 m kể cả Pháp Tòa và Đài Sen, với chiều kích cân đối và vẻ đẹp sáng bóng dịu mát của Ngọc Bích. Tôn tượng Phật Ngọc tư thế ngồi kiết già này được vinh danh là kỳ quan của thế giới và đang được giới Phật giáo trên khắp hành tinh quan tâm. As a symbol of universal peace, this jade Buddha is considered the largest and solemnest statue in the world up to the present time, with a height of 3.5 meters, including its lotus platform. With a well-balanced size and a splendid, bright but soft color of a jade, the jade Buddha sculptured in a full lotus sitting posture is highly estimated as a world wonder, and the jade Buddha itself has drawn great attention and interest of practicing Buddhists throughout the world. Mục đích của việc thiết trí tôn tượng Phật Ngọc là tạo cơ duyên cho nhiều người đến chiêm bái và đảnh lễ, để rồi qua đó trang trải tâm hồn hòa mình vào tư tưởng cao quý của Đạo Phật, nhất tâm kính nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và sự thanh thản trong tâm hồn của mỗi người con Phật. Đó cũng chính là ý nghĩa của việc hình thành nên pho tượng trân quý mà Phật tử Yen Rin chủ nhân muốn hướng đến khi phát tâm thực hiện dự án vĩ đại và đầy phước báo này. The purpose of displaying this Jade Buddha to the public is to provide visitors an opportunity to view and show their respects by wholeheartedly conducting their prayers to the Buddha. By doing so, visitors can bring their souls and minds to the Buddha's precious thoughts, single-mindedly pray for the world peace, human happiness, as well as for human spiritual calmness and quietness. This is the meaning of the exhibition of the Jade Buddha statue generously donated by a lay Buddhist, Mr. Iron Green. Mr. Green also has the same intention when he generously donated the jade, carried out his great project full of merits, and allowed to have this statue displayed to the public. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị, với tinh thần ấy, trong những ngày qua tăng ni Phật tử thành phố Hồ Chí Minh luôn dõi theo những chặng đường dừng chân trong cuộc hành trình khắp thế giới của tôn tượng Phật Ngọc bằng tất cả tấm lòng kính tin và sự quy ngưỡng Tam Bảo. Dear Masters, dear participants, with such a significant meaning, during the past few days, monks and nuns and lay Buddhists in Ho Chi Minh City have closely watched the world tour of the Jade Buddha statue, stopping at different places with all their sincere and respectful hearts devoted to the triple jewels. Sự hỷ lạc giờ đây đã thành hiện thực. Chúng tôi hy vọng rằng chính lòng khát khao mãnh liệt này sẽ tiếp tục dâng trào và mang đến niềm hoan hỷ, khích lệ lớn lao cho chúng ta được chính thức quỳ dưới tôn nhang của Ngài để lễ lại, chiêm bái trong thời gian an tọa tại chùa Hoằng Pháp từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, 2009. Their expectations and desires now have been satisfied. We hope with such great desires, visitors will continuously conduct their bows to the Buddha statue while the statue is still publicly displayed at Hoằng Pháp Monastery from April the 9th to April the 24th, 2009. Ngưỡng nguyện Phật Ngọc sẽ soi sáng khắp thế gian, sẽ mang niềm an lạc hạnh phúc không thể nghĩ bàn, góp phần ngăn chặn những cuộc quỷ hoại tàn phá đang xảy ra trên khắp nơi trên thế giới, mang yên vui, lợi lạc cho muôn loài và muôn người. I hope the Jade Buddha will set its bright light to the world, bring peace and happiness to sentient beings, contribute its magical powers to prevent devastation and catastrophes occurring worldwide.
Để được có điều này, trước hết thay mặt thường trực Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa chân thành niệm ân và bày tỏ sự cảm kích sâu sắc tấm lòng cao quý của Phật tử Ayen Rin đã không ngại khó khăn tốn kém cho việc thực hiện vận chuyển tôn tượng vượt hành trình dài đến Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. In order to obtain these wishes, I think first on behalf of Ho Chi Minh City Buddhist Association, I have to express my special thanks to Mr. Ian Green for his enthusiastic efforts and good feelings when spending his own money to bring the Jay Buddha statue to the exhibitions in Vietnam and those exhibitions in Ho Chi Minh City in particular. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, kính thưa chư liệt vị. Từ những ý nghĩa thâm sâu, cao cả và quan trọng của hoạt động Phật sự này, chúng tôi rất mong được sự quan tâm và hộ niệm của chư tôn đức tăng ni và Phật tử để cho lễ cung nghinh tôn tượng Phật Ngọc được thành tựu viên mãn. Kính chúc chư tôn đức toàn thể quý nam nữ Phật tử, quý vị trọn hưởng an lành hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dear masters, monks and nuns, dear participants, with such a deep, profound and significant meaning of this Buddhist event, we hope we can gain our great interest and support from masters, monks and nuns and lay Buddhist people so that our ceremony can have its big success and achievement. I wish the Sangha members and the participants of this event full of happiness and peace. Namo Shakyamuni Buddha. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị, lễ ra ban tổ chức sẽ tỏ lời tri ân đến toàn thể pháp hội đạo tràng sau khi buổi lễ kết thúc. Tuy nhiên, vì bối cảnh và thời gian, ban tổ chức xin được tỏ lời tri ân trong phút giây này trước khi các ban khai mạc và cử hành khóa lễ cầu nguyện. Dear venerable ladies and gentlemen, the organizing committee should have expressed our deep gratitude to the honored masters and all Buddhists after our praise ceremony. However, due to the time limit of the event, the organizing committee would like to express our thanks prior to the praise ceremony. We would like to invite Master Thích Tâm Hải, Vice Abbot of Hoàng Pháp Monastery, to give his thank you speech. Kính mời Đại Đức Thích Tâm Hải, Phó trụ trì Chùa Hoàng Pháp, có lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, thường tòa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, các vị khách quý. Kính thưa ông Ian Green. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính thưa đại chúng. Hành trình triển lãm tượng Phật Ngọc tại Việt Nam cũng như các nước lân bang, trong ý nghĩa như nhiều người đã biết, là cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc. Riêng tại Việt Nam chúng ta, lần đầu tiên được vinh dự triển lãm tượng Phật Ngọc và cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới có thắng duyên triển lãm tượng Phật Ngọc. Sự kiện trọng đại này đã làm nức lòng hàng triệu tín đồ Phật tử trong cũng như ngoài nước, thầm khơi gợi một niềm kiêu hãnh lặng thầm về một tương lai huy hoàng của Phật giáo, nơi hội tụ của một triết thuyết vĩ đại và thâm sâu trong hệ thống các triết thuyết lừng danh trên thế giới. Nhưng cùng từ bi và hiền hòa nhất trong tất cả những giá trị từ bi nhân bản của con người, thế giới ngày càng tiến bộ, đời sống vật chất tiện nghi quá sung túc và dồi dào. Theo sau những thành quả phát minh tối tân của khoa học hiện đại, hệ quả đến kèm như là một tất yếu đã xảy ra về các vấn đề mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày như ô nhiễm môi trường, nhân cách tha hóa, tình trạng bạo động, khủng bố tràn lan, đời sống tinh thần con người đã căng thẳng nặng nề đến mức báo động. Nhìn nhận từ tình hình thực tế không mấy khả quan ấy, giải pháp đưa ra bây giờ là nhanh chóng thiết lập một nền hòa bình, an lạc toàn cầu, nơi mà con người và vạn vật có thể cùng chung sự sống,
thương yêu và hòa hợp với nhau. Việc triển lãm từng Phật Ngọc tại Việt Nam chúng ta không ngoài mục đích thiết lập và củng cố một nền hòa bình vốn có, đẩy mạnh các mối giao hảo an hòa trong các đối tác liên doanh quốc tế, các mối quan hệ ngoại giao. Tin rằng chỉ cần chánh pháp tồn tại trên cõi đời, con người sẽ được hạnh phúc. Chỉ cần tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn hiện diện, thế giới sẽ ngày một vắng bóng đau thương. Thay mặt ban tổ chức công trình triển lãm tượng Phật Ngọc tại Chùa Hoằng Pháp, chúng tôi xin thành kính tri ân các cấp lãnh đạo giáo hội, các cơ quan chính quyền, các nhà hảo tâm đã chung tay góp sức, đóng góp tình tài, tình vật, tạo mọi thuận duyên cho công trình triển lãm chiêm bái này được thực hiện. Đặc biệt, xin đem công đức hồi hướng cho những Phật tử đã phát tâm dâng cúng hoa tươi để trang trí cho lễ khai mạc. Xin cảm ơn đạo hữu I.N. Green đã phát tâm tạc tượng Phật Ngọc và đưa đến triển lãm nơi đây, tạo cơ duyên cho nhiều người quy hướng Phật Pháp. Nguyện cầu từ ân của Thế Tôn sẽ luôn che chở và gia hộ cho toàn thể quý vị luôn an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Mặc dù ban tổ chức đã cố gắng hết sức, nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót trong khi tiếp đón cũng như quá trình diễn ra buổi lễ. Ngưỡng mong chư tôn đức tăng ni, quý quan khách, quý Phật tử niềm tình hoan hỷ cho. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hòa bình và tự do là ước vọng nghìn đời của con người. Bồ câu là biểu tượng của hòa bình và những chiếc bong bóng là biểu tượng của tự do. Những cánh chim bồ câu, những chiếc bong bóng cũng được ban tổ chức chuẩn bị trong ngày hôm nay để tung bay trên bầu trời cao rộng một sức sống của hòa bình và tự do. Phút giây này là phần thả chim bồ câu và bong bóng hòa bình. Xin kính mời Thượng tọa Thích Thiện Bảo, Thượng tọa Thích Thiện Minh, Thượng tọa Thích Chân Tín, ông bà Ian Green và ông Huỳnh Ngọc Thành tiến lên phía trước để cắt băng khai mạc trước khi thả chim bồ câu và bong bóng hòa bình. Chiron, we would like to invite Mayor Venerable Thích Thiện Bảo, Venerable Thích Thiện Minh, Venerable Thích Chân Tín, Mr. and Mrs. Ian Green to approach the stage to cut the inauguration band and release pigeon and balloon of peace. Xin kính mời chư vị tôn đức và quý khách hãy cắt băng khai mạc và thả chim bồ câu bong bóng hòa bình. Và đây, chư vị tôn đức, chư vị khách quý và ông bà Ian Green đang cắt băng khai mạc để tiến vào bên trong cử hành khóa lễ cầu nguyện. Và kính thưa quý vị, bồ câu vỗ cánh tầng mây, hòa bình bong bóng tung bay ngát trời. Vui thay Ngọc Phật tuyệt vời, Như Lai xuất thế cho đời an vui. Những cánh chim bồ câu và bong bóng được thả lên trên bầu trời cao rộng và cánh cửa của điện Ngọc Phật được mở ra. Chư vị tôn đức đang cắt băng khai mạc, xin hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng một niềm vui lớn đã đến với chúng ta trong ngày hôm nay. Please. Pigeons fly into the clouds, peaceful balloons fly overshadow the sky. How wonderful the Jay Buddha is! Buddha come into the world for the happiness. Would you please have a thunderous applause to express our desire for peace and independence and to wish for a peaceful world and happy human beings. Và đây, chim bồ câu một lần nữa được tung bay trên bầu trời cao rộng. Pigeon of peace is setting free into the spacious sky. Cảm ơn rất nhiều sự nhiệt tâm của tất cả quý vị. Thank you for your attendance today. Cung thỉnh chư tôn đức và chư vị hãy tiến vào bên trong điện Phật để cử hành khóa lễ cầu nguyện. Và tất cả chư tăng toàn thể pháp hội đạo tràng hãy đứng nguyên vị trí. Tất cả chư tăng quý khách giữ nguyên tại vị trí và quý tôn đức các băng khai mạc tiến vào bên trong. We would like to invite the whole assembly to stand up, solemnly hold
hold your hand palms, looking forward to the Jay Buddha to begin the praise ceremony. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này, chư vị tôn đức đang kéo tấm quang minh để hiển lộ Ngọc Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đang từ từ xuất hiện trên cuộc đời và hiển hiện trước tất cả chúng ta. Những tràng pháo tay đang được tung lên để như một sự vui mừng nồng đoán và cung nghinh Ngọc Phật Thích Ca Mâu Ni giáng lâm. Trong phút giây mầu nhiệm và thiêng liêng này, tất cả Phật tử chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh, trang nghiêm, hướng về Ngọc Phật cùng với chư tôn đức cử hành khóa lễ cầu nguyện. Hướng đốc khuế trầm sông ác kết thành một đóa tường vân, tự đem lòng thành kính cung dường chư Phật mười phương. Giới luật chuyên trì nghiêm mật, công thiền định cần, tuệ giác hiện dần quả bao, dân thành nén tâm hương, hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Dòng suối mát nối tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm người, cho hoa thêm nhụy, cho cánh chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm má đồng lúa non. Phật trong lòng tham si sân hận không còn chỗ say, Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần làng tình sâu đạo. Dài núi biếc ấy nguồn cội ta, Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát phong tự xa.
Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cánh trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ xanh. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành Nam Châu. Phật về vui hết khổ đau. Tam thiên
ở trong ta, cánh bướm đó cùng ta lại Phật nắng nhâm tịch mặc đại hùng Thích Ca. Khi ta niệm Phật mát ngát gió thương, mát ngọt diêu thương ta Bà Lạc Quốc. Mật lòng hoa Di Lặc trời đất bình minh. Khi ta niệm Phật, Phật sáng trong ta, gió thoáng mùa hòa từ bi diệu mật, không còn không mất Quan Thế Âm là. Khi ta niệm Phật, Phật giữ tin mình, mỗi phút giây sinh siêu mất cẩn trọng với mình, sóng nước tương sinh nếu về cõi Phật. Tám con đường thật một lòng đinh ninh, tám con đường thật một lòng đinh. Niệm Phật, Phật ở trong ta, cánh bướm đó cùng ta lại Phật nắng nhân tịch mặc đại hùng Thích Ca.